Tin mừng theo Thánh Luca. Đức Giêsu nói với người Do Thái: Anh em đi xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thế đó. Mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Anh em đi xem gì? Cái chết của mẹ Teresa Calcutta đã làm rúng động cả thế giới. Nhiều vị nguyên thủ quốc gia cũng như nhiều vị lãnh đạo tôn giáo đã tiếc thương mẹ, vì nơi mẹ họ nhận ra hình ảnh của một người luôn sống yêu thương và nhân từ như lời Chúa dạy. Sứ điệp của bài tin mừng hôm nay chất vấn chúng ta về trách nhiệm làm Kitô hữu. Ông Gioan Tẩy giả là một vị ngôn sứ đích thực của Thiên Chúa. Cả cuộc đời ông, từ lời nói, hành động và cái chết, đều là lời giới thiệu Thiên Chúa cho mọi người. Là Kitô hữu, chúng ta cũng được mời gọi trở nên những ngôn sứ giới thiệu Thiên Chúa cho trần gian. Chúng ta phải thực hiện sứ vụ này bằng những hành động yêu thương và phục vụ cụ thể trong cuộc sống. Lạy Chúa, xin gỡ khỏi con những thái độ giả hình và ban cho con quả tim bằng thịt, để con biết quên mình phụng sự Chúa và phục vụ anh chị em, ngõ hầu mọi người có thể nhận biết và yêu mến Chúa hơn.